Thưa quý vị và các bạn, về với Nghi Xuân hôm nay, ngoài chiêm ngưỡng nhiều địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng, chứng kiến sự khởi sắc của một huyện nông thôn mới, chúng ta sẽ còn được thưởng thức ẩm thực Nghi Xuân với nhiều món ăn mang đặc trưng riêng của vùng quê nơi đây, như nước mắm cương rán Xuân Hội, bánh đúc, bánh đùm, khoai lang xéo Tiên Điền, bánh gai Xuân Phổ, cù đờ Quỳnh Hội. Đây chính là những sản phẩm đặc hữu hấp dẫn cho du khách, vì ngoài yếu tố thiên nhiên còn là sản phẩm của trí tuệ và kinh nghiệm của người dân Nghi Xuân. Trong đó, kẹo cù đờ Quỳnh Hội không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, sản phẩm này còn được sử dụng như một món quà tặng ý nghĩa cho bạn bè người thân mỗi dịp lễ Tết. Kẹo cù đờ Quỳnh Hội hiện đã là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng, được đón nhận trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Trên thị trường thì rất có nhiều loại kẹo, nhưng mà tôi thấy ăn ở đấy rất là ngon. Hơn nữa là tôi thường chuyến đi qua đây nên hay mua về cho gia đình ăn, để cho các cháu cũng rất là thích. Kẹo của gia đình Quỳnh Hội rất là ngon. Em ở Hồ Chí Minh về, nhưng mỗi lần em ở trong đó thường có người thân đưa kẹo vỗ để biếu, nên em cũng thưởng thức thấy ngon, nên về mỗi lần về em thường ghé chỗ Quỳnh Hội để mua vô biếu lại các bạn bè với người thân của em. Lâu nay, cù đờ Quỳnh Hội không còn xa lạ với người dân Nghi Xuân cũng như du khách xa gần mỗi dịp đến đây. Hơn 10 năm ghi dấu nhiều kỷ niệm, làm nên thương hiệu thứ quả quê nổi tiếng của gia đình anh Trần Quỳnh Hội ở thôn 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Trăm nghe không bằng một thấy, đến đây chúng tôi mới thực sự hiểu vì sao cù đờ Quỳnh Hội đã thành thương hiệu và trở nên quen thuộc với người dân Nghi Xuân. Mọi công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế nguyên liệu cho đến sản xuất, đóng gói đều được thực hiện một cách chỉn chu, kỹ lưỡng. Với mật mía được liên kết từ huyện Thạch Hà, lạc từ vùng sản xuất xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, gừng tươi lấy từ huyện Vũ Quang, bánh đa làm từ bột gạo vừng đen, gia vị từ vùng Đức Thọ, mạch nha được chiết xuất từ mầm lúa nếp huyện Can Lộc. Vâng, chào anh. Được biết là cơ sở sản xuất cù đờ Quỳnh Hội đã có hơn 10 năm. Và hôm nay thì cù đờ Quỳnh Hội đã trở nên quen thuộc với người dân Nghi Xuân. Đặc biệt thì loại kẹo này đã đi vào thị trường trong và ngoài tỉnh, ra cả nước ngoài nữa. Vậy theo anh thì bí quyết nào để giữ và phát triển được thương hiệu như ngày hôm nay? Đối với cơ sở chúng tôi thì muốn phát triển được thương hiệu thì điều thứ nhất là nguyên liệu đầu vào. Chúng tôi lựa chọn những loại nguyên liệu tốt nhất trên thị trường, có xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng mua bán, cam kết mua bán. Cách thứ hai là cách chế biến. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn cho nhân viên đi tập huấn các cái lớp ăn về sinh an toàn thực phẩm ở huyện. Có lợi nhuận thì chúng tôi đầu tư cơ sở vật chất, cũng như xây nhà trường, cũng như mua thêm thiết bị máy móc để phục vụ cho sản xuất. Xin anh cho biết là với cái quy trình sản xuất cái loại kẹo cù đờ này thì nó có những cái bước như thế nào? Sản xuất kẹo cù đờ chúng tôi quy trình thứ nhất là cho nguyên liệu mạch nhá mật vào trước, sau đó là cho lạc vào sau, đun sôi khoảng 30 đến 40 phút, là cho thêm gừng, đun khoảng 10 phút nữa cho gừng chín và vừa thì cho gia vị vào, lúc đó là để đưa ra để mình chia ra bánh tráng và là làm thành kẹo sản phẩm và đóng gói và đưa ra thị trường. Với tiêu chuẩn chất lượng được đánh giá cao, cù đờ Quỳnh Hội đã là một trong những sản phẩm tiêu biểu tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm sản phẩm cấp tỉnh và cấp huyện. Với sự đổi mới, sáng tạo, máy móc hiện đại, đào tạo nhân lực, tuyển chọn nguyên liệu, đến nay, kẹo cù đờ Quỳnh Hội không ngừng phát triển với sản lượng duy trì 36.000 sản phẩm một năm, doanh thu 250 triệu đồng một năm, lợi nhuận thu về 75 triệu đồng một năm. Sản phẩm tiêu thụ làm quà cho khách địa phương, khách du lịch và các tỉnh bạn. Với phương châm của cơ sở cù đờ Quỳnh Hội
là lấy chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để xây dựng thương hiệu. Nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không hóa chất bảo quản, cùng với việc đầu tư quy trình công nghệ, cải tiến mẫu mã, nhưng vẫn giữ được hương vị của cu đơ truyền thống thơm ngon, nhằm phục vụ quý khách và du khách đến với huyện Nghi Xuân mến yêu. Chè xanh dùng với cu đơ, hai hương vị ấy bao giờ mới quên. Miếng bánh cu đơ vừa nặng vừa chắc, cắn miếng bánh không quá cứng quá dẻo, có vị đậm đà của mật mía, thơm cay của gừng tươi, giòn của bánh đa, béo bùi của lạc. Đấy mới là chiếc bánh chuẩn và ngon. Ăn cu đơ Quỳnh Hội và ngâm nga bát nước chè xanh cùng đôi câu chuyện quà quê, thấy cuộc sống và con người xứ Nghệ thật đôn hậu, một nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng quê Nghi Xuân và trở thành ký ức ai đi xa cũng muốn về.